Xin chào các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Đây là đài phát thanh Măng Non của Liên đội Tiểu học Tân Dân với chủ đề Hãy đọc sách mỗi ngày. Các bạn thân mến, sách có lợi ích vô cùng to lớn mà mỗi chúng ta có thể chưa biết hết về nó. Hãy cùng tôi tìm hiểu xem sách có những lợi ích gì mà từ trẻ em, học sinh, sinh viên, các bạn trẻ, những người trưởng thành cho đến các bác lớn tuổi vẫn đọc sách và được khuyến khích đọc sách như vậy nhé. 1. Đọc sách giúp nâng cao kiến thức. Sách chính là nguồn tri thức vô tận về mọi lĩnh vực trong cuộc sống của những người đi trước viết ra, kể lại và truyền đạt cho chúng ta. 2. Cải thiện sự tập trung và tăng cường kỹ năng tư duy, phân tích. Thời gian theo dõi, đọc một cuốn sách hay cũng là khoảng thời gian bạn đang rèn luyện sự tập trung và khả năng tư duy phân tích của bản thân rất tốt. 3. Vốn từ ngữ được mở rộng thông qua việc đọc sách. Vốn từ của bản thân nhiều lên, giao tiếp nói chuyện với mọi người một cách hoạt ngôn cởi mở và cuốn hút là một trong những lợi ích tuyệt vời mà việc đọc sách mang lại. 4. Tác dụng của việc đọc sách giúp cải thiện trí nhớ. Khi bạn đọc sách, bạn phải ghi nhớ các nhân vật, thông tin về họ, hoài bão, lịch sử, sắc thái hay các tình tiết hình thành lên lối sống qua mỗi câu chuyện. Giống như một thói quen, lặp đi lặp lại nhiều lần, bạn sẽ quen ngay với việc ghi nhớ. Thật thú vị phải không? 5. Đọc sách là một hình thức giải trí, giảm căng thẳng. Có rất nhiều loại sách từ tiểu thuyết, tâm lý, tình cảm cho đến chuyện cười, chuyện kể về cuộc đời của một người thú vị. Chúng giúp bạn giải trí và đem lại tiếng cười sự sảng khoái nhờ lối viết hóm hình, tự nhiên mà chân thật. 6. Kích thích tinh thần. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đọc sách giúp kích thích tinh thần. Sự kích thích tinh thần giúp làm chậm lại tiến độ mất trí nhớ, giống như bất kỳ các cơ quan khác trong cơ thể. Nó đòi hỏi phải được tập thể dục để luôn mạnh khỏe. 7. Tăng tuổi thọ. Theo một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng chỉ cần 30 phút đọc sách mỗi ngày thôi là bạn có thể nâng cao tuổi thọ mình lên từ 2 đến 3 năm, đồng thời cũng giúp chất lượng cuộc sống cải thiện lên một cách rõ rệt. 8. Hoàn thiện kỹ năng viết lách. Một trong số lợi ích của việc đọc sách không thể không kể đến đó là giúp người đọc hoàn thiện kỹ năng viết lách của bản thân. Ông cha ta có câu, phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. 9. Một hình thức giải trí hoàn toàn miễn phí. Sách sẽ giúp bạn thoải mái, thư giãn đầu óc sau ngưỡng ngày tháng dài mệt nhọc, lu bu, công việc hay học hành. 10. Điều khiển cảm xúc của bản thân. 11. Tạo dựng thói quen lành mạnh. Sách là kho tàng tri thức của con người, cung cấp cho chúng ta không chỉ kiến thức mà còn các bài học cuộc sống, kinh nghiệm sống, đồng thời cũng là phương tiện giải trí khá hiệu quả. Vậy nên đọc sách luôn là việc mà ai cũng khuyến khích thực hiện. Bạn hãy thử thay đổi thói quen bằng việc đọc sách ngay hôm nay và cảm nhận nhé. Cuối chương trình, Măng Non xin gửi đến các thầy cô và các bạn bài hát Mơ ước ngày mai. Chúc thầy cô và các bạn một tuần học thật nhiều niềm vui.